Vâng, và xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh ESV TV. Tôi là Caster Mỹ Bướm, ngồi bên cạnh tôi bây giờ đang là Hoàng Kỳ Anh cũng như là Đức Kinh. Chúng ta đến với game đầu thứ hai giữa VC Gaming Reborn và Navi. Đây là trận chung kết tổng của giải Star Ladder mùa này. EO và Beastmaster là hai cái tên bị ban đi bên phía của team VC Gaming Reborn, và họ đang để thả ra đấy là con Enchantress dành cho A-Style. Liệu có là hơi nguy hiểm quá hay không? Chen first pick lại là Lion của DDC, lần này là Bounty Hunter. Ok, khi mà nhìn thấy Chen của đối phương ngay lập tức đó là con Bounty Hunter đến từ Navi nữa. Hai đội này nhận thấy đánh bo 5 hơi dài quá, sau ban pick cực kỳ nhanh luôn. Mấy cái lượt đầu ban pick quá nhanh rồi. Có Chen mà lại để đối phương pick Bounty Hunter. Trông có vẻ như là hơi bán rồi. không phải là hơi bán đâu, nhưng mà có vẻ như là hơi lỏng tay quá đến từ FY thì phải. Không phải đâu, em nghĩ là như này. Đó là bên phía team VC Gaming Reborn, sau khi họ thấy được Navi có Enchant thì ngay lập tức là họ pick Chen để có thể giảm một phần sức mạnh để tiết đệ của Enchant. Luôn luôn là Chen sẽ di chuyển khu vực trên top để có thể cam được đệ của Enchant. Enchant cứ đi roam với là hút luôn đệ, cướp luôn. Và họ chắc chắn là sẽ không dành một lượng ban dành cho Bounty Hunter, bởi vì có hai hero cũng khá là nguy hiểm ở bên phía Navi, đó là một con IO Master. Nếu mà dành hẳn một cái lượt ban cho BH thì nó hơi mạng, hơi phí và cũng hơi phí nữa. Thực ra thì chúng ta nếu chúng ta nhìn nhận lại, ok, Bounty Hunter có thể counter lại Chen, thậm chí có thể counter lại con hero đi rừng kiểu như Lone Roy hay là LC là gì gì đó, nhưng mà cái cặp đôi support Enchant và Bounty Hunter cũng không phải là cặp đôi support có quá nhiều kỹ năng, không phải là cặp đôi support có quá nhiều kỹ năng, gọi là cái vấn đề chính ở đây của Navi là gì, đó là Enchant sẽ đi roam, Bounty Hunter cũng đi roam. Vậy thì ai là support bảo kê cho Dithyra support? Bây giờ anh đã hiểu tại sao họ phải ban đi con nhện chưa? Bởi vì con nhện là một con đi học lên cực kỳ khỏe. Bây giờ mà chỉ cần để cho một cái con hard carry của Dithyra đối đầu solo 1-1 với con nhện mà không có hai support đi cùng thì chắc chắn là thua lên. Không thể nào mà thắng lên được. Bây giờ mà Navi pick hard carry trước mà là một con hard carry tay hạn thì VC Gaming rất có thể sẽ lòi ra Daxia hoặc là Night Hunter. Thế là thôi. Bây giờ là Navi bắt đầu mất cân bằng trong cái việc đi lên rồi. Họ pick nhiều vào chiến thuật đánh hổ báo đầu game với Bounty Hunter và Enchant quá, nhưng họ quên mất là carry của mình sẽ hoạt động như nào ở dưới lane bot. Hoạt động độc lập được thì có rất ít những con carry nó hoạt động độc lập đúng được. Rồi, chính ra nói chung là họ vẫn còn một cái cách, đấy là Bounty Hunter sẽ bám lên ở dưới bot đó. Và ở vào thời điểm đầu game hai hero đi solo off lane rất khỏe là Bad Rider cũng như là Broodmother bị loại bỏ rồi. Bây giờ thì VC Gaming Reborn ban đi Nature Prophet và con Dead Prophet của Dandy rất là khó chịu với hai hero này rồi. Lycan dành cho con hero này thì có thể đứng solo được. Không, con hero này nếu mà không thể đứng solo được thì nó có thể bỏ vào rừng. Đúng rồi. Đó là nó hoạt động độc lập được, nó hoạt động độc lập của mình được, nó không cần quá nhiều sự bảo kê của các support. Và nếu như Chen và Lion của VC Gaming Reborn di chuyển quá nhiều thì cũng là bằng hòa với cả Navi. Nếu mà chăm sóc quá nhiều con Lycan này thì cũng bằng hòa với cả Navi. Enchant và Bounty Hunter cũng sẽ chăm sóc lại các thành viên ở bên phía team VC Gaming Reborn. Bây giờ đang là đấu lá với nhau rồi, xem team nào giành được lợi thế nhiều hơn ở phần early game. Wind Ranger dành cho Mikasa. Reserve time. Cái là pick thứ tư này thì em nghĩ là sẽ pick một con carry trước. Anh cũng nghĩ là sẽ pick một con carry trước. Một con carry trước mà với Glab như này mà pick carry ấy, thì Glab carry thuộc dạng push khỏe thôi. Phối hợp với Chen còn không ban đến Sven thôi. Vâng, Sven với Chen thì combo nó lại kinh khủng quá. Hú giáp lên cho đệ thì nó lại kinh quá. Vẫn còn một con Juggernaut với cặp máu đi cùng với đệ. Vẫn còn máy bay bên phía VC Minh họ có thể đánh tốt được đầu early game, mid game cũng đánh tốt được, late game cũng đánh tốt được, push được, đẹp được. Tại sao không phải là một con Spectre để áp sát Enchantress nhỉ? Nhưng mà như thế thì bên phía Navi họ sẽ họ trụ sớm, họ sẽ phủ đầu được bên phía VC Minh nhanh hơn với một con Bounty Hunter và Enchant đi roam khoảng sớm. Tầm 4 đến 5 level đầu thì trông spec hơi khó đánh cái lineup này. Đây chắc chắn là con Chen này không bao giờ bảo kê lên rồi, chỉ có một con Lion bảo kê lên thôi, và Lion bảo kê lên thì lại như vừa rồi. Anh em thấy game vừa rồi không? Đấy lại Zerocopter rồi. Zerocopter dành cho ZYF rồi. Thứ game vừa rồi là một con Felix Void và một con Enchant đã đủ để có thể zone và giết đến hai người của bên phía PC Gaming Reborn ở trên lên top rồi. Bây giờ mà còn pick cái kiểu con spec nữa không thể nào đi lên được. Buck dành cho Dandy. Đánh một cái lineup quá tủ đến từ Navi rồi, họ muốn hay không? Khẳng định họ muốn hay không?
họ không muốn thăm dò đối phương ở trong game đấu thứ hai này, mặc dù đã có một game thắng ở trong game đấu đầu tiên rồi. Navi có lẽ là với Enchant như thế này thì sẽ là một con Enchant farm rừng, đẩy một con, một là White Wing hay hai là một con Dark Throne hoặc là Satyr, Rikito gì đó ra khu vực lên mid để hỗ trợ thêm dành cho Park về tình huống Park đi solo của Green Ranger. Bounty Hunter có lẽ sẽ bám lên cùng với Lycan bảo kê khu vực rừng của Team Radiant ở trong quãng thời gian là đầu game. Thậm chí là Bounty Hunter có thể chăm sóc con Green Ranger rất kỹ ở những cái giai đoạn đầu game và bắt buộc là phải cắt cử một người ra nếu như VC Minibon không muốn thua lên mid. Nếu như họ cắt cử lên ra và che đi rừng thì ai bảo vệ Zadokopter? Ai bảo vệ Zadokopter đây? Enchant sẽ có khoảng trống để di chuyển lên. Bây giờ bàn voi rất là hay. Bây giờ thì lại bên phía của VC Gaming Reborn họ lại sợ General mới là người cầm Enchantress và họ ban đi đấy là con Vengeful Spirit chứ không phải là con offlane nào khác. Đúng rồi. Và Navi bây giờ họ hoàn toàn có thể chơi với những cái con offlane, họ cũng có thể chơi với những con support. Đấy là những cái điều mà rất là mở ra cho Sonico những hướng đi mới. Đó có thể là một con Tidehunter đánh hậu combat được, có thể là một con Earthshaker combo với Puck, cũng có thể là những con support như kiểu Oracle chẳng hạn để chống burst down với The Lion hoặc là Win. Đây rồi, những cái hai lượt pick đầu tiên vậy là Invoker Puck dành cho General rồi. Puck đẩy Invoker lên. Của hack Randy. Hack nào, ok, hack nào. Invoker của Randy. Và chúng ta bắt đầu được nhìn thấy là ở cái lên top này thì Puck sẽ không đẹp được rồi. Với Chen, với Lonrui. À không, với Chen, với Jadacopter, Lonrui ở dưới thì cũng khá khó để có thể chết được. Mà pick Lonrui là một lượt pick 2. Lycan và Enchant hơi khó để giết được Lonrui với một cái skill Savage Roar có thể đuổi được các thành viên Việt Nam Vi quay ngược trở lại. Pick là hack não nhau rồi, pick hack não nhau rất nhiều. Vâng, để cả xem. Hai team đều hack não nhau. Nói chung là VC Gaming Reborn họ có một lineup trông nó rất Trung Quốc luôn, với Lonrui, với Windranger, với cả Lion. Cái lượt pick Chen với cả lượt pick Lion dường như là nó hơi đánh lừa một chút bên phía Navi Vi. Và để... tôi sẽ được chứng kiến Invoker của Dandy. Một con Invoker đang có được những cái thống kê nó rất là khủng khiếp. Thống kê cao nhất trong phiên bản dân tộc 6 này. Chẳng phải là Weeha, chẳng phải là Miracle, đó mới là Dandy, người có những cái pha Sunstrike chính xác nhất, người có được KDA cao nhất và cũng đang là chính xác có cái phong độ hủy diệt nhất ở trong cái giải này rồi. Khi mà anh ta cầm vào con Invoker này, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn Dandy đánh Invoker và tay của anh ta thì chắc là cũng không chậm hơn Weeha là mấy đâu. Xem, tôi đã từng xem cái clip anh ta quẩy Invoker rồi mà chỉ xem cái màn hình gọi là tay của anh ta với cái bàn phím thôi. Chóng từ mặt. Vâng, tưởng tượng độ khủng khiếp rồi. Tay đấy thì không hiểu bạn gái nên đi cảm thấy sao nhỉ? Cái ngón tay đưa đẩy di chuyển rất là... Thực ra thì có một cái bộ môn nghệ thuật nó liên quan đến cái vấn đề đấy, khi mà dùng ngón tay với cả bạn gái nó gọi là cua bò còn nhảy. À, rồi. Cái vấn đề này chúng ta sẽ nâng tầm, nâng tầm lên thành nghệ thuật luôn cơ mà. Chúng ta sẽ có hẳn một nó cái... là một cái bộ môn nghệ thuật. Được rồi, chúng ta sẽ có hẳn một chương trình talk show mời anh Mỹ làm khách mời chính để có thể là học hỏi về cái môn nghệ thuật này. Vâng, có ông đã nói đến là piano. Piano là chính xác rồi. Rồi, ok, chúng ta quay trở lại với game đấu đầu tiên. Khi mà đội hình bên phía của Navi họ đang không muốn có một cái quát, như vậy là họ để nhả ra cái quát ở trong khu vực rừng đến từ team VC Gaming Reborn rồi. Có một cái quát cắm lên khu vực lên mid, cắm lên khu vực lên mid để kiểm soát được khả năng di chuyển của Mikasa, sẽ giúp cho Dandy có tình huống cast skill dễ hơn rất là nhiều, cũng như là tình huống di chuyển roam ra của Sonico hay là việc A-Style điều đệ. Dưới này thì Sonico anh ta sẽ cố gắng là đi KS cái rune bounty thôi, liệu rằng có KS được không? Trông khẹo vẫn, cuối cùng thì vẫn không KS được rồi. Mikasa vẫn là người có rune bounty. Trên top thì Dandy cũng vậy, đã lên cho mình một điểm E trước rồi. Với cái việc mà bây giờ Sonico sẽ di chuyển khá là nhiều. Vâng, vậy là phát hiện ra cái ward của Lonrui rồi, cắm ward rất nhanh và Sonico lại còn hit được 50 XP. Bây giờ anh ta di chuyển ra mid và đi cùng với Dandy thì chắc chắn là level 2 sẽ có rất sớm. Và những cái Jhinadda cộng với cả tàng hình thì chém vào người Windranger sẽ rất khó chịu. Và DDC di chuyển ở đây, anh ta muốn làm gì là con Park này. Park sẽ là lên một điểm Illusory Orb sớm, sẽ là quấy FY trước, sẽ là KS con Grid này được không? KS được rồi. Cái lượng đam được bắp lên từ chó sói, skill hú đam của chó. Bây giờ thì FY đã bị mất creep, là bây giờ anh ta còn phải bị theo dõi. Cái sự di chuyển của FY đang bị theo dõi rất là sát sao. FY đánh Chen, tôi ít khi được nhìn thấy anh ta đánh support theo kiểu này lắm nhá. FY thường xuyên là đánh support tấn công thì nó hay hơn. FY thì dạo gần đây là đánh chuyên nghiệp thì anh ta ít đánh Chen, nhưng mà bay rank anh ta chà hát con Chen này cực kỳ luôn. Ở trên trang chủ esportviet.vn thì cũng đã đăng rất là nhiều clip mà FY bay rank bằng con Chen này rồi. Micro cực kỳ khủng khiếp.
nó di chuyển vào cái outside, cướp cam của FY luôn. Bây giờ FY bị dồn vào cái lên bot này để farm, nhưng mà bây giờ anh ta không farm yên ổn được đó. Di chuyển mãi rồi vẫn chỉ level 1 thôi. Thậm chí nó còn chết này. Vâng, nào. Ở đây thì có hai con Hellbear rồi, sẽ là hai tình huống lúc Nam slow. Sunstrike của Invoker, vâng, và first blood thuộc về Soneko sau tiếng vừa rồi. Đang là cực kỳ tinh tế đến các thành viên của team Navi, đặc biệt là trong lối di chuyển của họ. Tiếp tục được đó là tình huống Mikasa thì đây. Không, Mikasa về được kèo này là kèo khẳng định về được rồi. Trong pha vừa rồi thì cuối cùng chen của FY anh ta cũng chỉ có thể last hit được một con Hellbear của Astai thôi. Nó là quá lỗ hơn so với những gì mà Navi họ đang làm được với con với cái lượt pick, first pick vào chen đến từ VC Gaming Reborn. Bây giờ Astai nó di chuyển vào đấm thẳng vào mặt Mikasa luôn, không hề ngần ngại, mà có cả Sam Tiên là cẩn thận này. Vâng, Bartender có vẻ hơi xa một chút. Bartender đang ở đâu nhỉ? Anh ta di chuyển đến top rồi. Không còn mana của Satya nữa. Nhưng mà dù sao thì VC Gaming Reborn họ cũng đang có một cái lên trống. Đấy là cái lên mà Lone Rui đang đẩy được lượng creep về khá sâu của chủ một ở dưới boss này. Một pick một con Lone Rui là một cái pick rất hay, Có điều là bây giờ để xem là VC Gaming Reborn họ sẽ hóa giải cái lượt pick và Bounty Hunter như thế. Anh thì anh không nghĩ rằng họ quá sợ cái lượt pick và Bounty Hunter, và họ quá sợ những cái thế trận như thế này đâu. Rồi dần dần thì VC Gaming Reborn họ cũng sẽ có cách giải quyết giống như ở trong việc đồ thứ hai thôi. Cái vấn đề mà bên phía team VC Gaming Reborn lúc mà họ nhìn thấy hai cặp support của Na'Vi, một cặp support của Na'Vi, hai cặp support đó là Bounty Hunter và Enchant, thì họ đã nghĩ ra ngay một cái chiến thuật, đó là pick một con offlane khỏe để đi hard carry của Na'Vi. Nghĩ đến ngay Boot Mother nhưng bị ban, nghĩ đến ngay Bad Rider để vừa counter push vừa đi lên nhưng cũng bị ban. Vâng, ở đây thì từ đã phát hiện ra là có sự hiện của Soneko với một cái Senchi rồi, nhưng liệu rằng là có thoát được hay không? Khả năng thoát được rồi. TP rất chính xác đến từ Lone Roy của Yang. Thế bây giờ thì bố đi rồi thì liệu con có nằm xuống không nhỉ? Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, những con lại về được rồi. Không ạ, tầm này là tầm Astai, với cả nói chung là Astai anh ta chưa mua cho mình một cái giày. Không thể để mà bắt con gấu kia thì nó rất là khó. Cũng chưa phải gọi gấu mới các thứ gì cả, anh ta đang không còn lượng mana. Có một cái tình huống mà sốc quay ra của Astai nhưng mà là trượt rồi. Thực ra bây giờ Na'Vi họ có thể đánh theo kiểu dồn ép luôn VC Gaming Reborn với việc là nhường lại một chút lên dành cho Dicera. Dicera chỉ cần có level 5 thôi. Anh ta có level 5 sớm thì những cái hú đam cộng với chó sói và giáp đệ ra đến từ... Vâng, đây bắn gà nhưng có một tình huống ấp gà tinh tế rồi. Cho gà bay rất sát trụ để scout lại ngược lại chính Soneko. Và ấp gà trong tình huống đó khiến cho Soneko hơi mất thời gian loanh quanh với con gà trong pha vừa rồi. Và đó là khoảng trống một chút để chen của FY có thể định thần lại và hoàn toàn có thể... Vâng. Sát áp lại những tình huống farm trong khu vực rừng của mình. Vâng, không thể nào chảy cối được thì Soneko anh ta sẽ đã bỏ con gà đấy thôi. Vâng, trộm gà bắt chó đấy không thành công đâu. Tại vì FY cũng là một người mà chuyên đi bắt trộm như đúng thế không? Rồi những cái trận đầu trước anh ta cầm Bounty Hunter thì xồi ôi trời. Không bao giờ bị lên phường luôn. Và tôi đã nói rồi, mấy FY mà về Việt Nam sống ở khu vực nông thôn. Vâng, nhưng ở đây từ đã khi còn cái rune DD của Astai. Còn cái rune DD của Astai. Vâng, vẫn còn phải là một cắn của chói vâng. Nhưng mà đấy là Sunstrike của Dandy. Vâng, và ông nào bảo Dandy đánh Invoker chán nhỉ? Tôi nghe lại cái nào. Có vẻ hơi chán thật. Trong những cái tình huống đuổi suốt ở khu vực lên boss như vừa rồi, cảm giác chúng ta đang quên đi là có một cái trận chiến ở lên mid. Nhưng không phải, Dandy lúc nào đang kiểm soát map cực kỳ tốt với một con Invoker đã lên cho mình, đó là Sunstrike. Hai tình huống Sunstrike đầu tiên của Dandy cực kỳ chính xác và hiệu quả. Đây thì họ dồn tiếp vào người của General, trên top General chết rồi. Tình huống hack cũng như là chọc stun level 3 thôi, Lion hoàn toàn được giữ điểm park ở trên top. Không, chúng ta nhìn xem mà hai hero support của bên phía Na'Vi cũng đang hoạt động rất hiệu quả khi mà họ kìm hãm được cái lượng farm của con Chen. Bây giờ muốn dí con Mikasa chém slow Mikasa, Sunstrike là chuẩn. Không, còn một cái hớp lên và Mikasa đi về được. Nếu Sunstrike là chuẩn nhưng thiếu đam, hơi đáng tiếc. Ba tình huống Sunstrike là chuẩn rồi nhưng vẫn thiếu. Nhưng mà có hai tình huống là Sunstrike hơi thiếu đam, nhưng cuối cùng tình huống đầu tiên thì bắt được chen. Tình huống sau thì không hạ gục được Windranger ở lên mid. Vẫn có một cái cắm quát và kiểm soát lại khu vực farm rừng của FY rồi. Soneko vẫn đang hoạt động khá là khó chịu. Có lẽ thời điểm bây giờ là anh ta đang kém level so với chen của đối phương. Không, bởi vì thực ra là
con BH này vẫn phải di chuyển đi roam nhiều đúng hơn. Đúng rồi, và có một cái tình huống di chuyển đi roam ở dưới lên bot và bị fail. Đây là tình huống di chuyển bắt để bắt vào lone roy, nhưng cuối cùng thì bị fail khi mà di chuyển vào cùng với cả A-Style luôn. Đây thì DDC ngay lập tức là có một tình huống di chuyển về gần khu vực trụ 2 để thể lấy gà. Nhưng bao tiên tơ nhìn thấy gà kia, nhìn thấy gà rồi, what the fuck, và gà lên bảng. Đấy là tình huống mà Soneko bắt bài đối phương. Thậm chí là Lion chở cái gì ra, chở đớt ra. Lion chở đớt ra cơ. Khá là mỉa mai đấy. Trở đỡ ra mỉa mai, trở đỡ ra định bắt Bounty Hunter. Cuối cùng là con gà thân yêu nó lại nằm xuống. Đây thì Mikasa anh ta đang bị hành quá nhờ. Thôi xong rồi, chết rồi. Tơn này là tơn chết rồi. Vâng, Shaco là chuẩn vào người của Dandy. Nhưng mà lượng đam đến từ đệ vâng, chó sói và đệ của Astyle trên này, Zenero vẫn có thể né được. Nhưng mà không có Illusory Orb nữa rồi. Đài rất sâu nhá, đài đến tận gần trụ 2 rồi. Nhưng bây giờ A-Style cùng Sonogo đang di chuyển lên và họ liệu có... PC Gaming Reborn có vẻ biết điều này, họ muốn A-Style luôn. Thi đấu ở cực kỳ tinh tế nào, tiếp tục sẽ dồn Sonogo hay không? Liệu có mạng của En hay không? Sau khi chen thì chen. Không phải, đó là tình huống mà chen anh ta hỗ trợ đồng đội của mình bằng một con đệ. Nào ZYF, bây giờ tiếp tục thậm chí không, anh ta không còn như mình cái Rocket Barrage nữa rồi. Vẫn đang cố gắng đuổi theo General. Không, không nên như thế này. Không, anh ta có 7 trang hoàn, anh ta có thể xấy được. Ok. Anh ta xấy được đấy chứ. My bad. Anh ta có 7 trang hoàn, anh ta đang muốn dụ đối phương. Và ở đâu đó thì Chen sau quãng thời gian đầu game không thực sự là an toàn với Bounty Hunter. Thì bây giờ anh ta đã xong cho mình giày mana rồi. Dưới bot, Lycan của DTRA cũng đã có một cái Vladimir. Sonyeko lại là một tình huống di chuyển vào để có thể harass vào Yang rồi. Hóa form chó, bây giờ gấu đánh với chó. Nhưng Savetro, nhìn là thấy Savetro rồi. Vẫn cứ đang là đuổi theo đến từ DTRA, liệu có đủ đam hay không? Có một tình huống cắn chói luôn, đã hay mà lại còn cả mày để công nhận Yang được control lên với cả cái con lôn ru này hay thế nhở? Không kém gì Bulldog cả. Thôi nhìn thấy A-Style di chuyển hơi ngáo. White Wing cố gắng đây, thậm chí bắt được luôn cả Sonyeko nếu như có tình huống của Sonyeko. Ăn rune, nếu ăn rune là sẽ bị lộ. Đúng rồi, nếu ăn rune là sẽ bị lộ. Ăn rune là tình huống đấy chắc chắn là bật mở đớt lên rồi, DDC. Chắc chắn sẽ phải mở đớt lên. Ăn rune là sẽ bị lộ. Bây giờ Dandy cần được cảnh báo là Lion đang có rune DD, anh ta cần lùi về. Cần phải có người backup cho Dandy. Dandy đang ở mid. Cẩn thận, có hand Midas rồi. Đây một tình huống mà DDC nhìn thấy rồi. Đây rồi, vào rừng ném Midas là có khi chết luôn bây giờ đây này. Rẽ xuống dưới cam dưới nào. Hay là đi lên trên cam trên đây. Để đánh nhau mà. Cô bắt gà xong bây giờ còn xa định xin tìm mất gấu luôn cơ mà. Thanh niên rất là yêu thích thịt thú rừng. Nói chung là lên rồi. Vâng, ở đây ba người thì thôi, Dandy chết rồi. Cố gắng bắt và Dandy thậm chí là còn có sách cổ chúng luôn. Fit cả hai con đệ là điều chắc chắn rồi. ZYF đang thi đấu cực kỳ hiệu quả giai đoạn đầu game như thế này, khi anh ta là người được farm rất thoải mái trên top. Rõ ràng là Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới thì không hề thích những hành động của Sonyeko một tí nào cả. Không chỉ có đi bắt gà, bắt chim, những loài bay quý hiếm của VC Gaming Reborn, thậm chí là còn bắt gấu. Gấu bây giờ bảo vệ thì nó cực kỳ kinh khủng rồi. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn bảo vệ gấu luôn. Vâng, cũng là may mắn cho Dandy, trước khi chết thì anh ta cũng đã kịp quẳng cái Midas vào con Grip, không bị delay cái phần thời gian của Midas này. Bây giờ sẽ là push vào trên top đến từ bên phía team VC Gaming Reborn. Thông thường là đệ của Chen đã có 3 điểm rồi. Vâng, Dandy di chuyển lên bật đệ Fox Spirit ra, nhưng mà liệu có được hay không khi mà clear đệ rất nhanh đến từ Gyrocopter. Hoàn toàn có thể nhồng lên được, sẽ coi ba người này. Ôi, thôi. Sunstrike hạ gục Lion rồi. Tiếp tục là cố gắng dồn đam người ZOF. Đây là một con hero mà cần phải bắt với mạng Killing Spree. FY ông pha vừa rồi, anh ta di chuyển về. Tình huống đấy là tình huống mà ai về được thì là về luôn. Gần 1k tiền cũng như là hơn 1k XP dành cho Na'Vi. 6 đều, trận đấu vẫn cứ đang là căng thẳng. Cực kỳ căng thẳng chứ không phải là căng thẳng. Hai bên đều có xuống đánh combat hay là đi canh lẻ rất hay của mình. Vậy là vì họ sẽ tận dụng một chút lợi thế của Lycan khi mà anh ta sẽ có hú đam lên hỗ trợ đồng đội push được trụ. VC Gaming Reborn cái tình huống họ push vào cái trụ 1 ở trên top này đấy là tình huống đánh không an toàn. Thực sự họ đánh không an toàn một chút nào cả. Bây giờ họ mất hai người, họ mất một hack carry, không có watch sau trụ. Đúng rồi, lựa sai cần thiết. Tại sao lại có một tình huống như thế? Mà họ biết rằng đối phương đó là Park, đó là Invoker, cái combo nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà chính ra chơi Park off lane lại rất là hay nha, tận dụng được lấy level sớm, nhưng mà Invoker ở mid lại vẫn farm ngon, thế là mở combat vẫn là tuyệt vời. Tí nữa con Park nó chuyển cái Blink là nó đủ quấy rối rồi. Lại là Dragon Lance được lên ở phút thứ 10 trên người của A-Style. Anh ta farm kiểu gì tôi cũng không hiểu. Nhưng mà chắc chắn là cái lượng đồ lúc nào cũng là
đều như bắt tranh, phút thứ bao nhiêu có cái này, phút thứ bao nhiêu có cái kia. Vậy bắt ai đây? Cú chuyển ra mid rồi, toss vào người của... Đây là một cái check kill hay không? Một tình huống Son Heung-min di chuyển tinh tế, anh ta né côn đảo của đối phương nhưng Sunstrike xuống rồi. Sunstrike trúng lần thứ tư, đi Tiara vẫn finger of death luôn, 1-1. Nhưng có thêm một chút lãi dành cho Na'Vi với check kill bao tiền tờ. Check kill và thực ra là người ăn được mạng còn là Invoker của Dendy nữa. 7 đều, trận đấu căng thẳng quá, chưa có 10 kill. Nhưng cái vấn đề bây giờ là hai team họ đang hướng đến những trụ nhiều hơn. Và trên top sau cái tình huống đổi mạng vừa rồi thì Dendy anh làm xong trụ 2 rồi, ăn thêm một cái trụ 2. Đúng, đó là bây giờ họ không quan tâm đến việc giết nhau mà bây giờ quan tâm là thì ra giết người chỉ là để tạo khoảng trống để bút trụ thôi. Họ quan tâm đến những cái trụ hơn, ai giành được nhiều trụ hơn người đó sẽ có lợi thế hơn. Mà nếu mà để Na'Vi giành được nhiều trụ hơn, bởi vì chó sói cộng với cả bartender kiểm soát map cực kỳ tốt, kiểm soát map sẽ cực kỳ tốt. Thêm nữa là nếu có những trường đánh nhau mà không đến mức là bị white team hay là bị thua thiệt quá nhiều về lượng mạng thì Na'Vi cuối cùng họ vẫn cứ cân được về cái lượng tiền với cái check kill của Bounty Hunter cùng lắm như vậy. Còn nếu như họ thắng combat thì họ sẽ có được một cái Senchi được cảm giác như DC có điện của không phương rồi. Không tới rồi, không tới. Cảm Senchi không tới thì phải. Vâng vậy là đi cái lên Blink rồi. Cái Wack đó không nhìn thấy cái Senchi, không nhìn thấy Wack của bên là Na'Vi rồi. Hơi đáng tiếc một chút. Dạo này hay có trò gọi là Invoker lên ring Aquila đúng không? Đúng rồi, Invoker lên in ring Aquila xong thậm chí lên chống một tình huống cắm Senchi ra nhưng không có đớt. Không có đớt, như vậy là để hỏng cho Sonico đi về, cắm Senchi hơi lơi. Cắm Senchi cần phải cắm Senchi lên cái tình huống lên trên khu vực đồi cao thì lừa được Sonico hơn một tí. Lycan sẽ là hướng đến một cái book thôi. Trong khi đó thôi lone roi của Yang, có lẽ là anh ta cũng đã tích được cho mình rất là nhiều tiền rồi. Anh thì anh đang nghĩ là sẽ có một cái Radiant vào thời điểm phút thứ 13 rưỡi gì đó. Không không, dạy thế. Sẽ Radiant phút 13 rưỡi. Không đây này, con gấu con trông rất giống là đã có một cái relic không, như vậy là làm gì có chuyện phút 13 chết như thế với lại farm được relic không thể được, trụ thì không ăn được. Sorry, my bad. Có Midas thôi. Sonico bị bắt rồi, Sonico liệu có chết không này? Dồn rất nhiều người, rất nhiều đệ, rất nhiều tài nguyên để bắt một con Bounty Hunter. Trong khi đó ở mid họ đang muốn Dendy, bắt được Dendy rồi. Combat như thế này là tốt, A-Style sẽ là lên bảng điểm số tiếp theo hay không chắc chắn rồi. Nhìn là thấy rồi, lấy được mạng của DDC. Lấy được mạng của DDC nhưng chỉ thế thôi, chỉ vậy thôi. Double kill dành cho ZYF. Cũng vẫn đang là nuôi béo con Hakkari của đối phương. Sonico dưới bot thậm chí anh ta không chết luôn. Và Puck đâu đó thì đã xong cho mình cái Blink vào thời điểm phút thứ 13. Thế luôn ông Mỹ này bắt đầu hơi say rồi. Relic ở phút 13 này, con này nó còn hơn cả đi carry xếp lên, chứ đừng nói đến một con off lên. Vâng, rất nhiều subway được ném vào của FY nhưng vẫn không trúng Sonico. Trúng một phát. Thế là lên Blink sớm từ Winanger, anh ta nhận thấy là anh ta không khoảng trống về farm. Rất khó mà chống farm, bây giờ phải nhường farm cho máy bay cũng như là lôn rui. Anh ta bây giờ không phải là người farm rồi, phải đi lên Blink để không được anh được. Và những item tiếp theo có khả năng liệu có cần đi cái đi sớm mà nhìn qua thì cái con Enchant của A-Style đang thi đấu hiệu quả hơn so với con Chen của FY khá là nhiều. Đấy là nhìn qua thôi, anh thì anh không chơi những con hero nó theo ra nó gọi đệ đi put như thế này. Nhưng mà hiện tại thì bên phía team Na'Vi họ ăn được rất nhiều trụ đối phương với cái đàn đệ của A-Style. Còn Chen thì đang chưa làm điều này, đang cố gắng là farm như mình, đấy là Mekan. Và sẽ là lên tới Guardian Creep vào thời điểm sau đó. Đây, có một tình huống mà chuẩn bị đánh nhau hay sao đây? Không phải là có Blink luôn, đến từ Zero 14 phút đi gặp lên, chết như thế mà không Blink. Và đống đệ này có khả năng bị lẩu hết lại. Nhưng không, nhưng bây giờ thì ZOF đã di chuyển ra rồi, Sonico cũng sẽ là chết luôn. Lại là con double kill dành ZOF. Dendy cũng lực bốc hơi trong chuống vừa rồi với một cái combo vào của Lion cũng như là Windranger. Chỉ còn lại duy nhất đấy là chó sói của Dithyara anh ta chạy được thôi. 1-3, Park bây giờ không còn Dreamcoin nữa, lấy gì để đỡ khi mà bên phía VC Gaming Reborn họ muốn put vào cái trụ 1 này. Thậm chí là suýt nữa còn có một tình huống cycle chính xác của General. Nhưng General trong pha vừa rồi anh ta cũng đã đánh tỉnh táo khi mà có pha Blink rất là nhanh tay. Trụ này được ăn cho Zarocopter, con Zyro đã hơi dầu. Tại sao tình huống rồi mà bên phía VC Gaming Reborn họ có thể lao ra một cách nhanh như thế nhỉ? Nhanh một cách. Đó kinh là một tưởng tượng cái Shaco chính xác của Mikasa và hai người. Thế là ulti của Gyrocopter thả thẳng vào đấy. Ôi dồi ôi, đam thì nó cũng không ít đâu. Ok, đó là tình huống mà. Thực ra tình huống ấy thì nó bắt đầu là từ cái stun. Stun của Centaur. Mặc dù là FY chết nhưng mày vẫn có thể stun được 3 người ở mid. Xong rồi bồi Shaco đôi bạn nữa. Sau đấy là chói và gọi lốc, gọi liếc các thứ. Nói chung là hero chết rồi mà nên là cứ khiển đệ thôi. Gọi là hổ chết để lại da đây, hay là để lại xương nhỉ? Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái ông
Vâng, 2k9 tiền dành cho Yang và anh ta rất cần một cái Scarlet ở cái thời điểm này. Và bây giờ bên phía BGR họ sẽ tổ chức những tình huống đi ganh nếu có thể tạo khoảng trống cho Lord Rui. Book 1, Vladimir rồi đi Teram. Bây giờ người nào ăn team nào ăn Rosa trước team sẽ có lợi thế, nhưng chắc chắn là không phải Navi đâu. Navi có mắt tổng có vẻ là yếu hơn. Không, sao em lại nói thế? Em nói là team nào ăn Rosan trước team đó có lợi thế, nhưng chắc chắn không phải là Navi. Thế thì nói thẳng luôn là VC Gaming Reborn không. Anh nghĩ là ở vào thời điểm này team nào mà ăn Rosan, team nào hướng vào khu vực Rosan trước rất có thể là sẽ nhận những cái bất lợi nếu như để đối phương biết được. Thực ra là có lợi thế nhưng mà cũng có bất lợi, nó là 50-50 thôi. Nếu mà vào mà đánh được thì là mình có lợi thế. Trong khu vực Rosan thì con Green Ranger nó lại không có nhiều những cái khoảng không để mà sử dụng cái Shackle của mình hay. Nhưng mà máy bay đánh trong không gian đúng hẹp rồi. Thì nó lại rất tốt. Nhưng mà bên phía nào Navi thì họ cũng có Puck và Invoker mà, cho nên rất là 50-50 cả hai bên. Có lẽ sẽ chưa tính đến việc ăn Rosan vào thời điểm này. Vâng, Lycan đã có cho mình book 2 rồi. Đây là thời điểm mà Navi cần đẩy cái trụ dưới bot của bên phía VC mình. Nếu họ muốn kiểm soát cái vùng bản đồ xung quanh Rosan, họ đang để cho VC Minibot đẩy trụ nhanh và nhiều hơn rồi. Bắt đầu đi theo một cái lối hơi mòn một chút. Khi mà Soneko bây giờ anh ta di chuyển hơi tù túng và chưa thực hiện được quá nhiều chiến thuật. Đó là check kill. Còn bé sẽ là ăn Rosan trước từ Navi đây. Có thể sẽ là Kai, có thể sẽ là bait đối phương và Rosan thôi. Không hẳn Navi là họ thấy được bên phía VC Minibot ăn trụ top rồi. Thế nên là họ sẽ di chuyển vào để Androsan, nhưng chắc chắn là không nhanh bằng bên phía VGR. Họ TP về chạy về thứ là vẫn là nhanh hơn rồi. Chúng một đồ mít thế thì em mới nói là cần ăn được trụ ở bot để có thể hạn chế khả năng di chuyển ra Androsan của VG Gaming. Như là tạo thậm chí thế. Là cả mít họ không ăn được. Đúng rồi. Thì làm sao mà họ có thể dám lao Androsan? Thực ra thì cái lợi thế của The Dire thì bao giờ cũng là thế thôi, kể cả là mất cả trụ một ở mít và bot rồi thì hai trụ hai cũng rất là Androsan rồi. Bằng Sunstrike của Dandy ra để scout khu vực Rosan, phát hiện ra đối phương đang Rosan, rồi cùng với đó đấy là Soneko. Bằng Rune DD, định làm gì với Rune DD ở đây? Vẫn để không, Zacko không chính xác nhưng khả năng cao là Soneko lên bảng. Rồi Soneko lên bảng, phía Navi họ không quá quan tâm, đang cố gắng hướng vào trụ 1 của đối phương. Có lẽ là VC Gaming Reborn họ nên đép cái tình huống này, chứ không nên ăn Rosan nữa. Không đép thì vẫn đép được thôi. Navi cao, cấu trụ vẫn có thể cao được, nhưng mà chắc chắn nó không nhanh mà bắt đầu hơi tù rồi. Lycan cần nhiều khoảng trống hơn. Lycan bây giờ đang không hoạt động độc lập được với việc là anh ta có thể hướng vào những trụ lẻ. Vâng, Rune coi ra để counter lại để cancel TP rồi. Yang người ta đấm thẳng General luôn, đấm chết General trước khi lên bảng đếm số. Còn cuối cùng thì Yang cũng chết, nhưng bây giờ là đánh ngược lại. Vâng, có một tình huống côn đao đã là trượt rồi, chọc stun đè là tốt, đi Tiara lên bảng rồi, một cái Defining Blast cũng như Chaos Meteor của Dandy nhưng trượt. Check vào người của DDC chỉ để là gọi là scout thôi, sẽ không có những mạng check kill ngay sau đó. Vâng, mở Mekan lên để tránh trường hợp Zeraf có thể lên bảng điểm số với hai con chó sói của Lycan. Trong pha vừa rồi chúng ta lại thấy là lợi thế rất nhiều dành cho VC Gaming Reborn. Hình như là trước khi chết thì luôn lại là có hack vào người của Dandy, nhưng đó là tình huống mất mạng của DDC không đang co lắm. Không, nhìn cái khoản tiền nha, chắc chắn có Radiance cho gấu bố con rồi. Cái tầm tiền là đúng rồi, mua được một cái mua Radiance rồi. Tức là sau khi giết Buck cái là ấn F6 mua luôn đấy. F5, F6 thì ấy mua luôn đấy. Bây giờ sẽ là lên một cái bộ set để có thể deal thêm được nhiều dam hơn. Từ Green Ranger chắc chắn anh ta vẫn là đóng vai trò Space Creator đi đánh nhau thôi. Farm chắc chắn là phải nhiều farm lại cho máy bay cũng như là Lone Rune. Lone Rune bây giờ có Radiance rồi thì hoàn toàn có thể sử dụng gấu con của mình đi scam mark cũng như đi đẩy lên. Vâng, và Navi sẽ gặp rất nhiều bất lợi với con gấu con này. Đánh mid với việc bây giờ là có Radiant và châu. Sắp có một cái BKB dành cho con Gyrocopter rồi. Thì Soneko mua gem. Thì bên phía của team VC Gaming Reborn họ sẽ có lợi thế rất lớn đến Androsan. Soneko vừa mua gem rồi. Đây là một tình huống quyết định trận đấu này. Nếu như Soneko kiểm soát được map tốt với cái gem này, đang cố gắng làm gì đó Mikasa, liệu rằng có bắt được hay không? Được gửi về nhưng mà Sunstrike. Sunstrike của Dandy. Cuối cùng thì Dandy vẫn cứ là người hay hơn trong pha vừa rồi. Vâng, bị thu phục đệ. Lycan đã bị thu phục đệ. Bây giờ thì FY chứng tỏ sự hiệu quả của mình. Navi họ cố gắng ăn Rosan khi mà đối phương đang không có Green Ranger. Cần phải ăn nhanh trong tình huống này. Không đi Tiara, anh ta không còn cho mình hai con đệ book nữa, chỉ còn một con đệ book có thể hút mana, như vậy là gọi thêm một con đệ book mới rồi. Vâng, thu phục đi, thu phục lại.
thi nhau cướp đệ. Nào En, anh ta đã có cho mình BKB, như vậy là chưa có BKB. Có BKB rồi, vừa mang ra xong. Ok như vậy. Ok như vậy là đã có BKB dành cho Gyrocopter thì mọi thứ khác rất nhiều. Nào vì họ sẽ ái ngại hơn trong tình huống ăn Roshan Pit này. Không, tình huống này mà combat ở Roshan Pit chắc chắn là vì thua. Bởi vì không có coi, chưa có coi. Không coi, một BKB từ máy bay là 2, gấu con Radiance là 3. Chứ kể cả có coi đi, chấp là có coi đi, thì cái hai vấn đề chính là gấu con của Radiance và máy bay đã có một cái BKB nó quá nguy hiểm. Tự đánh vào một khoảng không gian hẹp như thế này, Navi không có skill control, vẫn sử dụng cả một Silent Warning Rip đến từ Zero hơi cóng tay rồi. Deny được Aegis Obimoto không? Vẫn bị thu phục luôn cả con Centaur đặt cái tường băng ra đến từ Dandy. Cố gắng set up thì cũng combat được rồi, Zero anh ta bơi vào với đồ là Snack Aegis nhưng không được rồi. Lycan hạ gục được Chen, nhưng bây giờ thì bên phía Navi họ lấy gì ra để đánh đây? Nidhera bị chọc stun lên, dứt điểm đến từ DDC. Đang là cố gắng đuổi theo Dandy, Berlin về được đến từ Dandy. Giết là 1-2, nhưng bên phía của team Navi họ mất 2 core hero. Nào có Savage Roar, không có cắn chói, cũng không có Savage Roar của Dương. Và trong pha vừa rồi thì Enchant Astai đi về được. Nhưng Navi họ đang thua trong combat vừa rồi, họ mất khiên Aegis. Hơi nhiều lợi thế dành cho VC Gaming Reborn. Và cái điều quan trọng là VC Gaming Reborn bây giờ họ không chỉ là ăn được Aegis, không chỉ thắng combat trong pha vừa rồi, mà lượng creep dồn ở cả ba lên nó đều đang là sâu về phía của Navi rồi. Bây giờ Dandy theo ý kiến cá nhân của em là phải đóng vai Emerald Bulldog thôi. Lên một cái gậy xanh xong thì anh ta phải đóng ngay một dây bay càng nhanh càng tốt, đi rát càng nhanh càng tốt. Bởi vì về đánh thẳng mặt chắc chắn là vì không bao giờ ăn được rồi. Tiếp tục sách cô và sơ cô, sơ cô phải trách 100%. Rồi, chắc chắn mất gem luôn. Mất gem luôn kìa, gem. Cần phải được nhặt cục gem và gấu bố là người sẽ cầm gem trong tình huống này. Ok, 12 slot item cho một con hero. Dandy cố gắng làm cái điều gì đó và có vẻ như là cái dự đoán cái điều mà Hoàng Thế Anh e sợ nó đã đến rồi, khi mà Sonico anh ta mua gem không lên item mà bây giờ thì mất gem rồi. Một khi đã mất gem thì chắc chắn là độ nguy hiểm cái độ càn càn lướt, cái độ nguy hiểm của BH nó sẽ giảm đi, và cái độ càn lướt của VC gần như không phải giảm đi mà nó mất hẳn luôn, gần như là nó mất hẳn. Và kể cả sói của Tiara Scout cũng sẽ bị giết chết ngay. Liên tục là những cái tình huống cast skill rất xa, rất giống Tomia đánh đêm qua. Và đó là tình huống cast skill của Invoker hầu như là toàn trượt thôi. Còn có một cái gậy xanh lên dành cho Invoker. Ngoài những cái pha xử lý với Sunshine, tôi chưa thực sự thấy Dandy có cái hiệu quả lớn ở trong thường combat ở trong game đấu này, khi mà VC Gaming Reborn họ đang là những người bắt được bài của đối phương. Tiếp tục có những cái sách power shot được bắn ra đến từ bóng ở đây. Có một sách cổ chính xác của Nidhera rồi. Mikasa đánh rồi. Tinh tế. Vâng, thậm chí giết ngược Mikasa nhỉ? Không. Làm sao giết ngược? Nào, ông biết đâu, lạ miệng. Đây có giết ông này, giết này. Vâng, đặt Sunshine ra của Dandy, Sunshine trúng hai người luôn kìa. Tướng Sunshine trúng hai người. Còn không thể tin nổi. Nếu mà trúng 1 thì là chết, nhưng mà trúng 2 thì hơi đen. Đây đi, như mắc E rồi, mắc Exhaust rồi đúng không? Tầm này chắc là mắc Exhaust rồi. Bút từ 24. Chắc chắn là mắc rồi. Evo 14. 14 mắc Exhaust rồi. Nhưng mà ở cái tầm này nào, Vi họ nên... Họ nên... đi rat nhiều hơn là đi đánh nhau kiểu như thế này. Một tình huống đến từ Dichera là hợp lý. Khi đó thì tốt nhất là 2-3 thành viên còn lại như kiểu Dandy và... Astai nên push trụ bot, tại sao lại có thể đi lên cái lên top này làm gì nhỉ? Bây giờ Nidhera về thành công rồi, họ lại đi lên top, họ rình mò ai trên này? Aegis hoặc Immortal thì vẫn còn. Cá nhân anh nghĩ Dandy lên cái Blink không hay. Làm dây bay đúng không? Một là dây bay, hai là cái lốc. Rồi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi, Giang, có lẽ là sẽ lên bạc thôi. Thế thì Giang chết rồi. Dình dập đến thứ ba thành viên của Navi và đó là một check kill. Vâng, quả đấy có Dream Coil, có combo Invoker và con gấu bố nó vẫn còn sống được thì công nhận là mật con này khó lấy. Và cái vấn đề mà lúc nãy đã bàn về cái việc là lên item của Dandy là lên Blink hay là lên giày bay, hoặc sau khi lên gậy xanh xong anh ta cần lên giày bay, thì giày bay game đấu này tạo áp lực cho VC Gaming Reborn rất là nhiều. Bắt họ phải di chuyển về đẹp, và khi đó các co khác của bên phía Navi sẽ khoảng trống để farm cũng như là stick để có thể bắt được những người đi lẻ. Và bây giờ thì gem được cầm trên người của Lion rồi và sẽ truy đuổi cho Mikasa. Mikasa bật Queen Run đây, không cần TP nữa. Bây giờ anh ta chạy đâu đây? Chắc cổ là trượt, chắc chắn là chết rồi. Chắc kill dành cho bên của Navi. Bên phía VC Gaming Reborn, mỗi khi họ muốn đánh nhau họ cần phải có cái sự áp đảo về mặt số đông. Trong khi đó thì Navi đang có một bắt lẻ của đối phương. Nhưng bây giờ liệu rằng Nidhera có không còn phong chó thì định làm gì ở đây? Thì chắc chắn là chết rồi. Ok, ngã thẳng vào cái nồi dựa mận luôn.
là 60 giây lên bảng cho Lycan. Ở đâu đó thì bên phía... Vâng, như vậy là Dandy bắt đầu thực hiện cái lời của Hoàng Kỳ Anh rồi. Phải lên dưới bay rồi. Đã lên một cái bullet travel và cố gắng đi rát ở trên top. Bây giờ Dandy công việc anh ta rất đơn giản. Blink vào Meteor, bật hai con đệ, sau đó thì WWE Alacrity búp đầu một con đệ và cho bắn trụ, cho bắn creep, cho TP về. Chờ cho những đồng đội cùng mình lo những phần còn lại ở trên map thôi. Nếu cảm thấy đồng đội giữ chân được đối phương tiếp tục boot, không thì thôi đi về đẹp. Đúng rồi, bây giờ Dandy cứ sử dụng skill để clear creep đẩy lên lên cao thôi, khiến cho bên phía VGI họ không thể vào được thì Na'Vi vẫn còn cơ hội. Và thực sự là cái tình huống ăn xong Q&A Aegis, nhưng mà VC Gaming Reborn họ đang không tận dụng được Q&A Aegis đó. Đang họ nói chung là họ cứ đang farm được dành cho Core Hero, nhưng mà cái Q&A Aegis thì bây giờ mất rồi. Và bên phía Na'Vi họ cũng đã, vẫn đang farm được với Dandy, với Dithyara, có chết nhưng cũng có ăn mạng của đối phương. Một cái gậy lốc dành cho thanh niên General cũng như là Solar Crest của Lycan. Ô, một Solar Crest lên như là rất hay. Con gấu này sẽ phải được chăm sóc rất nhiều đến từ VGA nếu như họ muốn sử dụng gấu để push. Lên một cái Solar Crest này là khá hay. Thậm chí boop là mid vào con gấu con luôn, không để cho nó cào trụ ba. Thậm chí là nó bị trừ rất nhiều giáp. Và enchant của Astyle có Dragonlance rồi, anh ta ném ra ngoài cũng rất đau. Bây giờ hai team lại bắt đầu chuẩn bị mà đợi Roshan. Mà Na'Vi thì bây giờ đen đi nên thử chiến thuật đi. Còn vậy là sẽ stick smoke với nhau, nhưng đánh con mặt thẳng mặt 5 năm này là hơi liều. Cần phải có BKB đến từ Tichara. Có vẻ như VC Gaming Reborn họ đang chờ sẵn cái điều này thì phải. Họ đang di chuyển ở trong một tình huống mà hơi cách xa đối phương một tí. Tại sao lại không nghĩ rằng đối phương di chuyển trong khu vực rừng nhà mình? Có lẽ họ biết điều này. Có lẽ họ biết điều này nhưng họ vẫn đang án ngữ ở đây. Tạo lộ rồi, lộ rồi. Gấu con vừa bị lốc lên xong, lộ rồi. Na'Vi đã lộ. Ok, như vậy là Na'Vi đã lộ rồi và VC Gaming Reborn giết bây giờ... Giết gấu con rồi, giết gấu con rồi. Bây giờ thì VC Gaming Reborn mới đang là những người truy đuổi. Một cái blink lên của Green Ranger. Ok, Dandy lên bảng điểm số. Tình huống Dandy hơi chủ quan nên đứng lại farm những con creep rừng không đáng có cho lắm. Trên mạng này thì áp lực được đẩy lại về phía Na'Vi nó lại là khá nhiều. Cái tình huống mà VC Gaming Reborn họ đứng im tại chỗ luôn, họ đợi xem đối phương động tĩnh như thế nào, tạo một cái áp lực, tạo một cái tâm lý cực kỳ căng thẳng dành cho Na'Vi trong tình huống smoke di chuyển trong khu vực rừng của đối phương. Và một cái lốc con gấu con lên bị lộ smoke ăn được gấu con, nhưng họ để mất đi một trong chủ công mạnh nhất của Na'Vi thời điểm hiện tại, đấy là Dandy với Booker. Nói chung push lên high ground này thì bên phía của VGI họ lợi hơn rất là nhiều, lợi hơn rồi. Có gấu các thứ các kiểu, không có invoker thì kèo này khó đép, nhưng vẫn còn fortify thì chưa biết thế nào. Rồi có track liên tục vào đầu các thành viên của bên phía VGI và sẽ làm cái tot ném nảy vài người ở đây, vẫn phải là không ném rồi. Như vậy là chưa chắc lên được high ground. Đúng rồi, bởi vì trong tình huống vừa rồi VC Gaming Reborn họ không có gấu. Họ không có con gấu này, cái tình huống bắt gấu trong rừng là một cái tình huống mà dù sao thì vẫn cứ là một cái pha xử lý gọi là cũng được của Na'Vi. Khi mà họ không có, họ lấy được cái con gấu của thanh niên Yang, mà Yang bây giờ... Đâu, không có gấu mà. Có gấu nhưng mà... không gọi gấu ra để mà push trụ à? Không, quả đấy là thực ra là Dandy với con bé Bách mà không nên đánh nhau mạo hiểm đấy. Thì con Park coi bằng phát, nếu mà cần Dandy với bé Bách ra đánh nhau hay okay. Con Chen không phải là một con mà kiểu push high ground kiểu... có nhồng lên một cách quá đáng được. Con Chen nó chỉ được đẩy đệ và sử dụng những cái item mang cái aura mạnh như là hồi máu hoặc là tăng thêm cái lượng giáp thôi. Con Chen không phải là một con push high ground khỏe, nó chỉ có đệ thôi, mà đệ clear một phát đến từ Park cũng như là invoker thả mai đát đặt meteor chắc chắn là đệ của Chen bay sạch luôn, không còn một con nào. Nó phải sử dụng mecan hoặc là sử dụng cả ultimate hand of god để hồi máu cho đệ thì nó gọi là quá xa xỉ. Ở đây có cái tình huống mà bên phía của VGI họ di chuyển ở khu vực rừng của đối phương. Soneko đang tàng hình đứng ở đây, nhưng mà liệu có ai mang gem không nhở? Và đó là Lion. Thì nếu như Soneko đi vớ vẩn thôi là khả năng bị thịt rất là cao. Soneko bây giờ thì đúng là không dám đi bình thường, chứ đừng nói là đi vớ vẩn. Đi đâu là cũng phải tính toán cẩn thận từng bước chân luôn. Đi. Cứ đường thông hè thoáng mà đi thôi, chứ còn đi vào rừng rậm là dễ bị chúng nó quay lại. Đây là tình huống mà có thể sẽ là combat 3 đánh 5 Dandy nấp rồi, Soneko cũng vậy. Nhưng mà DDC có Invi. DDC đang có Invi, DDC đang có rune Invi. Rất nguy hiểm, vậy là không dễ vào rồi. Vâng, họ sẽ bắt vào người của Astyle.
họ muốn A-Style hơn, một cái Sekko chính xác rồi. Mikasa Blink Sekko như thế này thì không được. Thậm chí cooldown của Gyarados nó là hơi thừa. Là sẽ biết được là đã sẽ biết được là có qua được khu vực rừng của team nào đuổi về. Ok, Sonico xử lý lỗi trong tướng vừa rồi. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng gấu hoàn toàn thể đuổi về được cancel TP. TP giữa đường sau khi để lộ hình hài của mình với Wake Grip của VC Gaming Reborn. Hoàn toàn một tình huống đánh lỗi. Phần nào đấy là tạo ra khoảng trống ở trên top dành cho Dandy có thể đi dành cho Dithyara có thể đi rát được, nhưng không đáng để chết trong pha vừa rồi đến từ Sonico. Thế bây giờ Na'Vi đánh khó quá nhỉ. VC Gaming Reborn ăn xong Roshan này nhá. Họ đẩy vào, họ sẽ cho gấu con đẩy vào thôi, xong rồi họ đứng ở ngoài họ chờ. Con Lion này thì có Blink rồi. Nếu hoàn như toàn là backup. Kể cả thanh niên Mikasa, cái Shackle anh ta cũng cực kỳ khó chịu. Na'Vi đứng đẹp gần một phát Shackle đôi thì thôi là xong. Giờ thì bỏ nhà đi dạt đến từ hai thành viên của Na'Vi, đấy là Dithyara cùng gặp Puck. Nhận thấy là farm ở rừng mình gặp nhiều khó khăn quá, địch cứ kem ở trong đấy thì thôi đi dạt vậy. Không biết làm sao. Vậy là cái cách đánh theo kiểu của Dandy bây giờ chưa thực sự có hiệu quả rồi, bởi vì chưa ai tạo được khoảng trống nhiều cho anh ta cả. Map thì không kiểm soát được, hiện sai không có. Biết được là mấy ông biết ở đâu mà dám rát đúng không? Tiến quỳnh cái Lion bay ra, hack hùng ulti finger các thứ stun. Sợ nhất bây giờ là cái con Queen này nó bay ra đúng không? Nhìn thấy chớm thấy cái áo choàng xanh là thôi. Nên Na'Vi không có một tí sai nào trên bản đồ, làm sao tôi thách ông Dithyara với cả ông Dandy dám đi rát đấy. Tức là đây, chỉ dám đẩy lên rồi, không dám rát thẳng vào trụ. Lộ mặt ra cái là chết. Này ông Zero nên cẩn thận đi về đi. Nói chung là tất cả đều bắt đầu từ cái pha mất game của Sonico. Rồi mất game của Sonico đã bắt đầu, đây là một tình huống bất ngoặt trận đấu. Nếu như anh ta làm chủ được với cái việc anh ta mua game thì hoàn toàn không sao. Na'Vi có lợi thế về mặt tầm nhìn, nhưng mà anh ta làm rơi game một cách quá sớm như vậy. Bây giờ Na'Vi họ bất lợi hơn rất là nhiều. Bây giờ mở book, mở cả phong chó rồi, tí lấy gì để đép đây. Cần gì đép đâu, cứ push cho họ đi về thôi. Thì là mình đi về, Gyarados đi về, gấu đi về. Bây giờ có một tình huống mà cách hay nhất để phòng thủ đấy là tấn công đấy. Thực ra cái tình huống vừa rồi nếu mà bộ bóng chè ba phải vừa. Nếu mà VC Gaming Reborn họ khôn khéo hơn thì họ chỉ cần đẩy gấu về thôi. Đúng rồi, họ đẩy gấu về thôi là họ có thể tự đẹp được cái trụ đấy rồi, không cần đầy một con máy bay để về để làm cái gì cả. Nói chung là gì thì gì, sau cả hai game chúng ta vẫn nhìn thấy là VG Gaming Reborn họ vẫn còn những cái đặc trưng của tuổi trẻ khi mà chơi ở những cái game đấu căng thẳng và nó đang cân bằng như thế này, chưa thực sự tính toán quá kỹ cả. Trong thực ra thì pha vừa rồi là đã có đẩy gấu về từ trước đấy, thế nhưng mà bị Lee Khan là gọi sói gọi đệ rồi hóa form cái kiểu để lao cắn, là gọi bồ con về gấu bố rồi. Là không có bảo vệ gấu con trước, không bảo vệ được trụ. Nói thực ra có thể hoàn toàn là đưa TP vô, con TP về đã không làm như vậy, không biết là có phải là đang cooldown hay không. Bây giờ gấu con thì nó đi đẩy lên rất là khó chịu đây, lúc nào nó cũng di chuyển với một cái radius và gấu con chạy rất nhanh, đẩy creep rất cao, hút creep lên farm cực kỳ nhanh. Một khi gấu đã có radius rồi thì như một cái cỗ máy hack tiền luôn. Bây giờ sẽ là push vào một pen đi. Anh ta combo trượt với một cái lốc không sao đặt được một cái tường băng khá đẹp. Ôi bắn hơi đau thì phải. Bây giờ có toss ra nhà máy bay anh ta sẽ còn cho mình đó là một cái khiên Aegis. Không, nhưng không quan trọng. Không quan trọng khi mà gấu con vẫn có một cái Dream Coin. Sunshine là tốt lấy được Aegis của ZYF. Một cái toss chứng chung chính xác của hai người. Được đấy, một tình huống với chọc stun của DDC. Và double kill quá đơn giản cho Mikasa khi anh ta đứng ở vị trí là khoảng tầm một cái khoảng cách với linh rưỡi nhưng vẫn lấy được hai mạng của đối phương. Dandy đã phải đặt buyback rồi. Trong khi đó thì ở phía bên ngoài Na'Vi họ mất một cái Millirex, hai con xa tiệm, có một tình huống lốc lên. Dandy anh ta sẽ làm gì tiếp? Đặt một cái tường băng thì không thực sự là làm gì được quá nhiều rồi, cố gắng bắt vào mạng của Mikasa thôi. Mikasa lên bảng đếm số, đấy là em Chan với A-Style vẫn còn đánh được đến từ Na'Vi. Nhưng bây giờ các thành viên co đi về hết rồi. FY đang làm gì đây? Cố gắng ở đây đi cùng với gấu rồi, trong general người ta bơi ra ép qua từng huống, anh ta nên đi về thì phải, không nên ở lại đây làm gì. Như vậy là anh ta lấy thân mình để mà đỡ cho gấu và anh ta solo kill và bắt không, anh ta max skill 1 và skill 3 rồi, khá đơn giản thôi, okay, khá dễ hiểu thôi. Okay. Không có vấn đề gì, một cái trừ giáp, một cái trừ kháng phép và một cái test of fate thì chắc chắn là chết rồi. Cứu được gấu của Dương về. Trong khi đó thì anh ta cũng giết được cả Park trong pha vừa rồi. Thế là xử lý quá thành công đến từ Chen. Đúng là xoái ca của làng Dota 2, vâng, lấy thân mình cứu gấu của bạn. Xong rồi
bỏ mạng lại. Trời ơi. Không, mà không biết là có được nhìn mặt con gấu không. Đúng rồi, đấy. Chỉ lấy tâm mình cứu gấu của bạn chứ không tội không không tiện nêu tên một vài thành phần. Cứ đi xin info gấu của bạn đâu, đừng ông đừng có nói nhiều nữa. Và thông báo cho anh em ở trên kênh Chắc Trang Chủ đấy là tại chúng ta có một vị khách mời người xem khá đặc biệt, không phải khách mời, đang có một người xem khá đặc biệt đấy là tình nhân Trần Nghĩa, hay còn được cộng đồng Dota 2 biết đến với biệt danh là Bệnh viện Trả Về. Hiện tại nick đang là Easy Rank Dota 2, tôi hứa luôn là Trần Nghĩa luôn. Bây giờ đem đi với một tình huống buyback như vừa rồi thì anh ta sẽ phải đánh rất cẩn thận trong những cái tình huống di chuyển sắp tới, bởi vì nếu đem đi không có buyback thì game đấu này khả năng cao sẽ ngã ngũ. Andy cần phải đánh cẩn thận hơn, những item cần lên tiếp theo nó sẽ phải được cân nhắc kỹ hơn, một cái BKB hay là một cái Lincoln hoặc là Autolin Core, cái gì dành cho Invoker là một item lựa chọn đúng và hoàn hảo đây. Rất là khó nghĩ một tình huống mà ở dưới bot, nếu mà mọi người xem để ý thì BDC Blink vào và chọc stun như một cái Ravage luôn, ba người đeo đúng một đường thẳng, quả đó là quả Ravage chứ không phải là quả Aspire nữa rồi. Vâng, và Dandy bây giờ có lẽ anh sẽ ta sẽ phải lên cái BKB thôi. Altering Core là sự lựa chọn quá xa xỉ, vừa tốn tiền mà lại không có hiệu quả cao trong combat. Nguy hiểm, nó rất nguy hiểm. Tại vì bây giờ bên phía VGA họ là những người chủ động, mà nếu không có BKB thôi, ăn một cái stun cũng như là hack đến từ Lion hay là những cái Shackle thì khả năng cao là quỷ, không thể trụ được. Bây giờ đang ở ngoài kia đang có sấm rất to, anh em chúng tôi đang nhìn nhau chuẩn bị khóc ở nơi, tôi khóc rồi. Không hiểu sao lại có tiếng sấm nhưng mà mình ở tầng 14, tòa nhà này có 18 tầng. Và đây là phòng cách âm. Đấy, có ông vừa bảo sấm to vãi kìa. Nó không hiểu tiếng sấm này là nó ở đâu ra đây. Anh em ơi vừa nổ cái gì à, to vãi kìa. Ừ, không sao. Emperor có gậy xanh, MKB dành cho Enchantress. Tại sao con Enchant này cái trận nào mà nó cũng đồ như kiểu là xếp land carry này, tôi nói thật. Nào, mấy ông đi chia ra lại chết rồi. Đi chia ra dính Struggle không, Shot rồi và ở đây có rất không? Nhiều đam, quá nhiều đam và không, sự xuất hiện của En đó là Godlike dành cho Gyrocopter. Và đi chia ra đã chết rồi. Và chúng ta cần phải xem là đi chia ra có cho mình buyback không nhở. Và như vậy là không có rồi. 60 giây liệu có là đủ đến phía VC Gaming Reborn họ đẩy vào hay không? Đây thì Chen anh ta đã có Guardian Grids, một cái gậy xanh 300 tiền cầm cái đớt, thế là quá đủ rồi. Thế này là thừa đồ đánh nhau chứ không phải là đủ nữa. Invoker của Dandy đang tàng hình ở đây, có hiệu ứng slow vào và FY cần để biết này thôi. FY bị dò bó, bị dính câu snap, bật Guardian Grip lên nhưng đó là không đủ. Nhưng con đệ bắn rất là đau, thậm chí đó là cái ulti Sunstrike đặt thả trước không để chết được. Chết Park là người sẽ kết thúc cái mạng này, và anh ta liệu có bỏ mạng hay không chúng ta còn chờ xem. Đó là một cái tình huống đầy off và như vậy là đi thôi. Nhưng cái chính là họ mất quá nhiều thời gian để giết một con Chen đánh support. Không thời gian chẳng để làm gì cả. Khi mà Na'Vi bây giờ họ chỉ đép thôi, Invoker quay lại rồi. Và đó là tình huống dồn đa và Mikasa có một Green Coin hai người và chết DDC rồi. Mikasa cũng nằm xuống nhưng Dandy ở đằng sau đã bị dồn đa bởi con gấu như Gyrocopter bằng Flux Cannon. Ở đây Sonico như tàng hình vứt đồ ra để làm gì nhở. Đó là cục gem dành cho con gấu con. Vứt đồ ra nhà gem vậy. Gem dành cho gấu bố chứ Yang là người cầm cục gem. Hình như là gấu con còn lên cả tác phản luôn mà. Tôi cũng xem gấu con lên cái gì nhỉ? Không, cái phải bật phi camera mới tránh được. Tắt đấy. Rồi ôi. Tác phản cho gấu con luôn mà. Này thì phi bố, phi con tao đi. Thế bây giờ là khó rồi. Ném toss ra nhưng bây giờ cái toss nó không gây được quá nhiều đam. Mới đâu găm một cái tên lửa vào vẫn là đẩy gọp ra cố gắng làm cái điều gì đấy. Nhưng mà hoàn toàn là không đủ với một cái con gấu quá to nó bật tác phản. Và nó cứ thế nó cào vào nhà rồi. Máy ủi. Thế này là mất 2 lên rồi, chắc chắn là mất 2 lên rồi. Hãy nhìn xem, chỉ có 2 người thôi nhưng mà đẩy trụ như không chỗ không người luôn. Vẫn có cắn mid khi mà đi Tiara anh đã búp với Solar Crest vào người của gấu con. Không có vấn đề gì quá nhiều khi Chen sẽ người tiếp tục của Rain Rex này. 2 lên dành cho VC Gaming Reborn. Chưa kể là việc FY này tiếp tục là send back đệ của mình về. Sẽ là đi thu phục luôn cái con mặt ngu này không? Bây giờ thu phục cái con đấy cũng rất là khó chịu, tăng aura 15% máu cho toàn bộ đội hình. Thề luôn, con Gyrocopter 2.500 tăng lên 15%, xong bắn Santanic các kiểu nữa thì cũng là khoảng tầm 2k8 rồi. Đấy, 2k9 rồi. Gần 3.000 máu. Tanker đam dealer khủng nhất của game này rồi. Trông có vẻ như bên phía Na'Vi họ chưa lấy cái gì ra để bật lại cái kèo này được nhỉ? Tôi vẫn đánh giá cao cái Ice Cardi nếu được lên trong của bất kỳ thành viên nào bên phía PC Gaming Reborn.
rồi nào vì cố gắng với tình huống combat hay sao mà họ lại di chuyển hai con hero khá mỏng như thế này và đây chắc chắn là cố gắng cuối cùng của Na'Vi rồi. Anh mẹ có rune invi ra lộ rồi. Vâng, liều thì ăn nhiều, go hard hoặc go home. Chắc kiểu này là go home về để death thôi, chọc stun trượt rồi. DDC chọc stun trượt rồi, liệu rằng DDC có chết tơ này không? Có một cái lốc 3 người của Dandy combo xuống nhưng rẽ đường ra đến từ phía của PC Gaming Reborn. Mikasa lấy được mạng của Astyle, thi đấu cực kỳ tỉnh táo, Sunshine trượt. Ok, vẫn là nhặt gem đến từ gấu bố rồi. Và mọi thứ nằm lại khi mà General bây giờ cũng không còn, mà check thử xem lượng buyback. Không, cả 3 game thủ là đều không có buyback. Ok, 3 game thủ là đều không có buyback. Và bên phía VC Gaming Reborn họ tiến thẳng vào cái lên bot, họ muốn ăn trụ 4 của đối phương. Nên rock là chi ra cho Mikasa ăn luôn. Hơi đen một tí, Mikasa lại không chết mà anh ta shackle được vào đầu của thanh niên Astyle. Và cái hero mà gây khó chịu nhất trong combat thì lại chết mất rồi. Chọc stun là trượt đến từ DDC, nhưng bây giờ thì lấy cái gì cản họ push đấy chỉ là cái tình huống chọc stun để không cho Dandy là Dithyara phò mặt ra ngoài. Dithyara cố gắng dãy dụa làm cái điều gì đó nhưng lượng dồn đam vào của ZOF là lớn hơn rất nhiều và gõ GG luôn. Sau khi Astyle nhìn thấy chó nhà mình bị nói chung là cho vào nồi dựa mận như trong tình huống vừa rồi, chúng ta có một đều, game đấu rất là căng thẳng. Vâng, chẳng hiểu sao lại bắt chó ra đi cào máy bay thề luôn đấy, chết thì chả phải thôi. Thật ra thì cái trận đấu này thì cái quả mà mất gem có lẽ là cái bước ngoặt nhỉ. Bounty Hunter coi như là cái, phế luôn. Không phải quả mất gem mà cái quả mua gem, nó là bước ngoặt đúng như Hoàng Duy Anh nói.